Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của Thất Hình Đầy Tội Season 1 phần 2 nhé. Tập 13. Lần trước, cuồng long Melodas đã bị rơi vào một cái bẫy do Harrison dựng lên và bị nhốt vào viên ma thạch. Nhưng do sức mạnh hắc ám của đội trưởng biến thái quá lớn, viên ma thạch bị quá tải và vỡ ra giải thoát cho Melodas. Trong trạng thái mất kiểm soát, không ai là đối thủ của cậu ta. Ngay cả Lam Hồ Bang cũng bị cắt làm đôi khi có ý định ngăn cản đội trưởng của mình. Cùng lúc đó, ở nơi khác, King bị Havram đánh cho tơi tả và sắp tới giới hạn. Mặc dù bị mất kiểm soát bởi sức mạnh hắc ám, nhưng trong tiềm thức của đội trưởng biến thái không muốn làm hại những người mình yêu quý. Nhưng đối với những kẻ xấu như là Hamram thì lại là việc khác. Cậu ấy tấn công tên người xấu chột mắt nhưng cũng chẳng gây hề hấn gì cho hắn ta. Vì đang trong trạng thái mất kiểm soát, nội lực của Melodas được tăng cường nhưng lại mất đi ma pháp phản đòn toàn phần của mình. Hamram có khả năng mượn sức mạnh từ những pháp sư khác. Nhờ vào sức mạnh Harrison cho mượn, tên người xấu chột mắt lại có thêm nguồn sức mạnh lớn và dùng nó để đánh bại Melodas. Tình hình lúc này càng lúc càng nguy cấp khi mà đại tội gần như đã bị đánh bại gần hết. Và lúc đó, cô gái tộc khổng lồ Mạo Xà Diana cũng đã trở về với hình dáng cũ, hơn hết trong tay cô ta nắm giữ thần binh Gedeon của mình. Khi một đại tội nắm trong tay thần binh thì tốt nhất đối thủ của họ nên bỏ chạy thì mới mong giữ lại mạng sống cho mình. Ben nhận ra được sự nguy hiểm này nên là đã bế kinh và công chúa thoát thân trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Bằng chiêu đất mẹ tay ương, Diana dùng chiếc búa giáng xuống khiến mặt đất rung chuyển, những viên đá bắn lên tạo thành một ngọn đồi khổng lồ. Cô lại giáng búa một lần nữa, ngọn đồi lơ lửng đè bẹp tất cả những gì nằm trong phạm vi của nó. Một đòn tấn công cực kỳ đáng sợ, đó là sức mạnh của một đại tội cầm trong tay của mình thần binh của họ. Mọi sự hỗn loạn cũng đã chấm dứt sau đòn kết thúc của cô gái khổng lồ. Melodas cũng đã quay trở lại trạng thái bình thường nhưng mà vẫn chứng nào tật nấy, cái tay của tên biến thái này vẫn không đặt đúng chỗ cho được. Và cũng sau lần chạm mặt này, họ mới nhận ra không phải tất cả các thánh kỵ sĩ đều là những kẻ đốn mạng. Trong hàng ngũ đó vẫn có những người thật sự lo lắng cho dân và chiến đấu vì lẽ phải. Hiram chột mắt đã may mắn thoát thân khỏi đất mẹ tay ương của Diana. Ngoài ra, hắn đã thành công lấy được chuôi kiếm hình rồng của đội trưởng biến thái. Chiếc chuôi kiếm ấy chính là chìa khóa để hồi sinh tộc quỷ, là một trong những mảnh vỡ của quan tài bóng đêm vĩnh hằng. Tại kinh thành Leon, cán cân quyền lực sắp bị phá vỡ khi mà các thánh kỵ sĩ thế hệ mới ngày một nhiều hơn. Điềm báo cho thánh chiến lại sắp trở thành sự thật. Và để cứu vương quốc, các đại tội đã trau dồi kỹ năng chiến đấu của mình cho trận đấu sắp tới. Ngoài ra, bang còn có một lý do khác để chiến đấu, để hồi sinh người yêu của mình là Ellen. Cậu ta muốn lấy chiếc tù Kernanok đang nằm sâu dưới kinh thành Leon giao tiếp với các nữ thần và hồi sinh cho người yêu. Melodas cũng đã bắt đầu nghiêm túc để bảo vệ cho những người mà mình yêu thương. Đại tội cuồng nộ cũng đã sẵn sàng cho việc điềm báo thánh chiến có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Tập 14. Trong cuộc chiến hỗn loạn lần trước ở cuộc thi tỷ thí, một đại tội khác cũng đã xuất hiện ở thị trấn đó là trị vương Rother. Nhưng mà vì một lý do nào đó mà anh ta vẫn chưa ra mặt. Người đồng hành cùng anh ta là một gã khổng lồ vận giáp luôn trong trạng thái điên cuồng, và vì lý do anh ấy đi cùng gã khổng lồ chính là để xoa dịu sự điên cuồng ấy bằng cách đọc sách cho gã nghe. Khi nghe về gã khổng lồ vận giáp xuất hiện ở một khu rừng, Hiram đã triệu tập một nhóm thánh kỵ sĩ được gọi là Tauro để săn lùng và tiêu diệt gã. Ở ngôi làng nọ có một cậu nhóc với khuôn mặt sáng sủa tên là Jill. Cậu nhóc ấy chính là em trai của Willa, một trong những thánh kỵ sĩ mới đã từng bán hành cho nhóm ba đại tội. Nhưng ở nhà, cô lại là một con người khác và một cô gái dịu dàng hết mức quan tâm em trai của mình. Gia đình của Willa đã xảy ra một biến cố, người cha từng chăm sóc hai chị em đã mất tích. Thế là cô đã gia nhập thánh kỵ sĩ thế hệ mới để có thể chăm lo cho em trai của mình, đồng thời để tìm kiếm thông tin về người cha đã mất. Nhóm Daro cũng đã bắt tay vào việc săn lùng gã khổng lồ vận giáp ở khu rừng Oran. Trùng hợp thay, quán rượu bo hạt cũng đã chọn đây là nơi dừng chân tạm thời nghỉ ngơi. Đội trưởng biến thái đã giao công việc quảng cáo quán rượu cho Elizabeth. Còn bản thân cùng với hai người đồng đội khác là King và Ban lo việc tìm kiếm nguồn lương thực để chế biến món ăn. Trong lúc đi dán tờ rơi thì cô công chúa dở tường và chú lợn Hắc đã vô tình chạm mặt đại tội thứ tư là Gother, nhưng anh ta đang che giấu thân phận của mình bằng cái tên là Alan. Trong lúc tìm nguồn lương thực cho quán rượu thì cả ba đại tội đều nghe một tiếng gầm đáng sợ phát ra từ bên trong khu rừng. Tò mò thứ ấy là gì nên cả ba đã nhanh chóng đi tìm hiểu. Khi đến nơi thì họ thấy binh lính bị thương và thiệt mạng nằm la liệt với khuôn mặt đầy sợ hãi. Khi nghe đến khổng lồ vận giáp, Melodas nhận ra ngay đó chính là người đồng đội của mình, liền nhanh chóng đi tìm. Đội trưởng biến thái đã đến kịp lúc trước khi nhóm của Roro tiêu diệt gã khổng lồ mà bản thân cho là đồng đội của mình. Bọn họ liền giao chiến với nhau, nhưng vì là lần đầu chạm mặt nên là nhóm đại tội không thể bắt bài được pháp lực của nhóm thánh kỵ sĩ ấy. Một tên trong số chúng đã lợi dụng sự hỗn loạn để bắn ra một mũi tên kết liễu đến gã khổng lồ vận giáp. Nhưng có một người đã ngăn chặn được mũi tên ấy chỉ bằng một tay của mình, đó là anh chàng kỳ lạ mà Elizabeth đã gặp. Trên ngực anh ta có dấu ấn của một con dê, đại tội sắc dục trụy dương Gother đã xuất hiện. Tập 15. Bộ giáp của gã điên cuồng từng là bộ giáp của Gother nên các đại tội đã nhầm lẫn người bên trong bộ giáp là cậu ta. Bộ giáp sắt đó là thứ được tạo ra để phong ấn sức mạnh của trụy dương, cho đến lúc thấy một kẻ bị mất kiểm soát với sức mạnh của mình, anh ta đã nhường lại bộ giáp ấy.
Sau vụ chấn động mà cuộc chiến ở đại hội tỷ thí gây ra thì bộ giáp đã mất đi khả năng phong ấn, người bên trong bộ giáp lại quay về trạng thái cuồng loạn một lần nữa. Để tránh xảy ra cuộc chiến giữa ba phe, nên là Gother đã dùng tay của mình cắt đi thủ cấp của gã điên mặt giáp sắt giao cho nhóm của Doro để họ rút lui. Nhưng mọi thứ vẫn chưa ngừng lại ở đó, cái đầu cũng giống như một cái khóa phong ấn cho sức mạnh bí ẩn của gã điên đó. Sau khi mất đầu, cả cơ thể hắn ta liền biến thành một con quái vật và liền tấn công nhóm các đại tội. Để ngừng con quái vật lại, Merodach và các đồng đội của mình đành phải chiến đấu. Nhưng khi định kết liễu thì đội trưởng biến thái nhận ra vẫn còn sự sống của một thánh kỵ sĩ bên trong con quái vật ấy. Để khiến nó ngủ say, Hother đã dùng pháp lực của mình và bắn mũi tên ánh sáng về phía con quái vật khiến nó bị chìm trong ảo giác và mơ về những ngày tháng đẹp đẽ trước kia. Bàn muốn lợi dụng lúc này để tiêu diệt con quái vật cuồng loạn trước mặt mình, nhưng Merodach đã ngăn anh ta lại với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Nhưng Lam Hồ lại không đồng ý với đội trưởng của mình, anh ta đã dùng cây roya và tước đi trái tim và triệt hạ con quái vật ấy. Cùng lúc đó ở quán rượu Borha, Elizabeth đã gặp ông già Ken, người từng là đồng đội với đội trưởng biến thái ở vương quốc bị sụp đổ, Danafor. Ông ấy đã tiết lộ về một mảnh cuộc đời trước kia của Merodach cho cô công chúa dễ thương biết. Trước kia khi còn là một kỵ sĩ ở vương quốc Danafor, đội trưởng của thức hình đại tội đã yêu một người con gái có tên là Fleet có khuôn mặt và tính cách rất giống với Elizabeth. Merodach không muốn sử dụng kiếm trong chiến đấu vì cậu ấy không muốn làm hại bất kỳ ai và vì cậu ta là một người quá tốt bụng. Nhưng biết rằng những trận chiến sắp tới rất khó khăn nên lão già Ken đã giao lại cho đội trưởng biến thái thanh kiếm mà người yêu của anh ta từng sử dụng và nhờ Elizabeth giao lại cho cậu ta. Con quái vật trong rừng dù đã bị ban môi tim nhưng vẫn đang chìm trong ảo giác nhờ có pháp lực của Gother. Những ảo giác đó cho thấy anh ta từng là một thánh kỳ sĩ, là người cha đã mất tích của Willa và cậu bé Jill. Vì một lý do bí ẩn nào đó mà anh ấy đã bị biến thành một con quái vật bị mất kiểm soát. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng con quái vật lại một lần nữa thức tỉnh và điên cuồng hơn trước. Merodach nhận ra thánh kỵ sĩ này từng là bạn của mình khi xưa. Đúng lúc này Elizabeth xuất hiện và trao lại thanh kiếm cho đội trưởng biến thái. Không để người bạn của mình chịu thêm đau khổ, cậu ấy đã rút kiếm và kết thúc con quái vật. Sau khi dùng ma pháp đọc ký ức từ ấu trùng quỷ, Rother đã tìm ra người đứng sau việc biến một chiến binh thành một con quỷ mất kiểm soát chính là thánh đại kỵ sĩ Harrison, chỉ huy của các kỵ sĩ thế hệ mới. Đại tội sắc dục là một con người kỳ lạ. Tuy là một người thông minh nhưng bên trong anh ấy là một con người không có cảm xúc. Rother chỉ làm những việc mà lý trí của mình mách bảo nhưng chắc chắn là một trong thất hình đại tội sức mạnh của anh ta không phải là dạng vừa. Tập 16. Thất hình đại tội hiện tại đã có thêm Rother. Nhóm của bọn họ đã có 5 người, chỉ còn thiếu 2 đại tội cuối cùng. Merodach muốn tìm hiểu lý do 10 năm trước cả nhóm bị gán ghép cho tội phản quốc, người đã tấn công và khiến cậu ấy ngất xỉu chính là ai. Sau khi đọc ký ức của đội trưởng, Chủy Dương cho biết người tấn công Merodach 10 năm trước chính là người đồng đội thứ 6, đại tội tham ăn Phạm Trư Merlin. Gother sử dụng cho mình pháp lực có thể điều khiển và đọc tâm trí của người khác, một sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Chẳng hạn như là việc ăn gian chiều cao của Dena, hay là việc Bang đã từng cướp sức mạnh của các đồng đội của mình trong trận chiến nhiều năm trước, hay là việc Elizabeth yêu đội trưởng biến thái. Tôi mà có cái pháp lực này là tôi đọc suy nghĩ của các viewer Alan mà coi có nó xấu gì tụi tôi không mới được. Ở kinh thành của vương quốc Cleon, căng thẳng đang dần leo thang khi mà Harrison đang tập hợp rất đông đảo cho mình những thánh kỵ sĩ thế hệ mới, những người được tăng sức mạnh nhờ máu quỷ, khác với Rufus là chỉ huy của những thánh kỵ sĩ có sức mạnh bẩm sinh. Ngôi nỏ của một cuộc chiến lớn đã sắp cháy lên. Cô gái Derecho, người từng bị Ban làm bẻ mặt và đã uống máu quỷ, đã âm thầm theo dõi nhóm Doro và được chứng kiến tất tần tật về con quỷ có hai nguồn sức mạnh ở khu rừng Ora. Cô ấy nhận ra con quỷ ấy rất giống bản thân mình, Willa và toàn bộ thánh kỵ sĩ được uống máu quỷ. Sau khi thấy mặt dây chuyền mà Jericho đem về từ các con quỷ đã chết ở khu rừng, cô gái Willa đã lờ mờ nhận ra một âm mưu cực lớn của Harrison. Quả nhiên như vậy, ông ta là người đang có âm mưu hồi sinh tộc quỷ để tạo ra thánh chiến. Nhưng hắn vẫn còn đang thiếu đi mảnh ghép của quan tài bóng đêm vĩnh hằng nên vẫn chưa chịu hồi hoàn toàn được những con quỷ. Để khơi mào thánh chiến, Harrison cần mảnh ghép cuối cùng, việc đó yêu cầu phải giết thất hình đại tội. Cùng lúc ấy, Merodach cũng muốn tấn công vào kinh đô để lấy lại chu kiếm của mình. Trong lúc các đại tội đang lơ là cảnh giác, một thuộc hạ của thánh đại kỵ sĩ đã dùng dịch chuyển tức thời để bắt cóc công chúa Elizabeth và nói rằng cô ấy chính là chìa khóa để thắp lên ngọn lửa thánh chiến. Nhận ra tình hình nguy cấp, Merodach, Ban và Rother đã nhờ sức mém của cô gái khổng lồ để nhanh chóng tiến đến kinh đô giải cứu công chúa. Ngoài nhóm của thất hình đại tội còn có một thế lực với một sức mạnh rất lớn cũng đang tấn công vào vương quốc Leon từ hướng khác. Một đội quân thiện chiến của vương quốc Camelot đã bao vây cửa thành phía nam với người chỉ huy là tân vương Arthur. Tập 17. Trước tình hình lưỡng đầu thọ địch ở hai phía, Harrison cùng với Bradford đã chia nhau ra hành động. Các thánh kỵ sĩ tập trung vào việc ngăn chặn Merodach ở trước cửa thành kinh đô, trong khi đó các thánh đại kỵ sĩ sẽ đi đón tiếp vua Arthur ở cổng sau. Nhưng đoàn binh mà tân vương Camelot dẫn theo chỉ là ảo ảnh do một pháp sư bí ẩn đi theo tạo ra. Chỉ cần một cái búng tay của pháp sư ấy, tất cả các binh lính đều đã biến mất. Vua Arthur lúc này chỉ mới là một chàng trai trẻ nhưng dường như anh ta biết mọi việc mà Harrison làm và ngỏ ý muốn giúp ông ta một tay.
công chúa Elizabeth đã bị thánh kỵ sĩ bắt cóc và đưa đến một nhà ngục nằm trong vương quốc Lyon. Đi cùng với cô công chúa là chú heo ho, vì ăn đồ thừa quá nhiều nên là cái bụng của chú heo này cũng đã đến giới hạn và cần giải quyết bầu tâm sự. Sức mạnh của việc đau bụng đã giúp chú heo biết nói này phá cửa ngục một cách dễ dàng. Mớ thức ăn trong bụng một tuần của Hawk sau khi thải ra ngoài đã làm mông của chú heo này tóe cả máu ra. Bón kiểu này chắc cục nào cũng ấy như là cục đá rồi. Nhưng nhờ vậy mà Elizabeth cũng đã trốn thoát ra khỏi được nhà ngục. Ở cổng trước của kinh thành, đội trưởng của thất hình đại tội cùng với bang và Gother đang phá vòng vây của các thánh kỵ sĩ. Nhờ vào thần binh của Trị Dương là Song Cung, anh ta đã biến đổi các ký ức của các kỵ sĩ khiến cho họ nghĩ rằng nhóm của Melrath chính là người thân của mình. Cùng lúc đó, ở bên trong kinh thành, Harrison cũng đã bắt đầu tấn công vua Arthur và khiến anh ta bay dính dách. Nhưng đòn tấn công đó chẳng làm tân vương của Camelot sợ sệt. Leon hiện tại đang rơi vào trạng thái rất hỗn loạn. King vì muốn nhanh chóng đến để hỗ trợ cho đồng đội của mình nên cậu ấy đã triệu hồi Orlo, một chú cún có khả năng mở cổng dịch chuyển. Chớ trêu thay là vì Dana quá to lớn nên là cô ấy đã bị mắc kẹt. Nửa thân trên ở kinh thành Leon, nửa còn lại thì đang bị yêu tinh vương nhìn chộm đến xịt cả máu mũi ra. Khi dịch chuyển, cô gái khổng lồ đã vô tình gây ra một vụ chấn động lớn và nó vô tình đã thu hút các thánh đại kỵ sĩ Rayford và những kỵ sĩ còn lại đến chỗ của cô. Chớp lấy thời cơ, một đại tội đang bị mắc kẹt nên là các kỵ sĩ đã ngay lập tức tấn công. Guthrer đã dùng ma pháp sấm sét của mình để thiêu đốt Dana khiến cô đau đớn. Người khổng lồ là một chủng tộc có niềm kiêu hãnh lớn, sức chiến đấu của họ phải nói là không lường được. Cầm trên tay thần binh của mình, Mao Sa đã triệu hồi lưỡi kiếm từ đá thổi bay Horam. Nhưng một mình cô không thể đấu lại 5 người, huống hồ còn có một thánh đại kỵ sĩ. Rayford đã đỡ đòn và phản công lại khiến cô gái khổng lồ bị trọng thương. Dana vẫn đứng dậy được sau đòn đó nhưng lại một lần nữa bị thánh đại kỵ sĩ dùng kỹ năng xiên lộ của mình thổi bay cô về phía thị trấn. Ngoài ra, ông ta còn lừa dân chúng trong thành rằng cô gái khổng lồ là kẻ địch khiến họ căm ghét và tấn công cô. Lợi dụng tình thế này, gã chột mắt xấu xa Horam muốn tiêu diệt Dana cho dù có phải hy sinh người dân trong thành. Chứng kiến bộ mặt xấu xa đó, Guilla từ trung thành đã chuyển sang hoài nghi về ông ta. Gã chột mắt lại tiếp tục ra đòn tấn công khiến các tòa nhà trong thành thị bị đổ sập. Đúng lúc đó, cậu nhóc siêu em trai của Guilla xuất hiện và bị tòa nhà đổ ầm lên, nhưng mà Dana đã dùng thân mình để bảo vệ cho cậu nhóc. Chứng kiến một đại tội dám dùng tính mạng mình để bảo vệ cho người dân, Hozier và Guilla đã quyết định chống lại thánh đại kỵ sĩ vì cho đó là lẽ phải. Tập 18. Để bảo vệ cho cô gái khổng lồ và em trai của mình, Guilla cùng với Hozier đã hợp sức với nhau tạo ra một đòn ma pháp kết hợp. Một vòi rồng lửa được tạo ra nuốt chửng gã chột mắt, thánh đại kỵ sĩ và những người muốn làm hại Dana. Nhưng dù đã dồn hết sức dùng cạn pháp lực của mình, cả hai chẳng gây ra một vết xước cho Rayford và thế là cuộc đời đến đây là hết. Chiêu xuyên lụa của thánh đại kỵ sĩ được tung ra nhằm kết liễu hai kỵ sĩ phản bội lẫn đại tội đố kỵ. Nhưng may thay, Gother đã kịp thời xuất hiện và cứu bọn họ một mạng. Trong lúc đó, ở dưới hầm ngục của Pleon, công chúa Elizabeth đã tìm được chị gái của mình là Margaret, cũng đang bị giam giữ tại một căn phòng khác. Nhưng chưa trò chuyện được bao lâu thì ả pháp sư đeo mặt nạ lại xuất hiện và dùng ma pháp đánh ngất công chúa. Còn chú heo Hawk thì bị ả ta dịch chuyển đến nơi chứa chiếc tù mà bang đang tìm kiếm. Quay trở lại chiếc tuyến, sau khi tìm hiểu tình hình, Gother đã giao chiến với Rayford. Dù bị ông ta dùng xiên lụa đâm thủng người nhưng trong vẻ mặt của đại tội sát dục chẳng có gì là đau đớn cả. Gother chỉ trả đòn bằng nắm đấm của mình cũng khiến cho ông ta học cả máu. Trong thân hình thì mảnh mai nhưng đừng có mà tưởng bở. Rayford sau khi bị tấn công thì bỗng nhiên lý trí của ông ta lại quay về quá khứ lúc còn là một thánh kỵ sĩ. Lúc cả ông ta và Harrison còn là người bạn của nhau, rồi mọi việc trong ký ức bắt đầu bị xáo trộn như một cơn ác mộng. Tất cả người dân của Rayford đều cho rằng ông là một kẻ yếu đuối bị ám ảnh bởi sức mạnh thế nên mới giết anh trai của mình. Đây là năng lực đáng sợ của Gother, có thể cho đối thủ phải chứng kiến điều mà mình sợ hãi nhất. Dù đã tự mình thoát ra khỏi cơn ác mộng mà đại tội sắc dục tạo nên nhưng ký ức vẫn còn gì đó khiến cho một thánh đại kỵ sĩ đầy mạnh mẽ cũng phải trở nên sợ hãi. Bị tổn thương về tinh thần cực mạnh, Rayford đã quyết định rút lui để cho thuộc hạ cấp dưới của mình là Horam lo liệu việc còn lại. Gã xấu xa chột mắt bắt đầu thải ra một làn khói màu đen bao quanh chiến trường, những ai hít phải làn khói này đều bị chấn thương và hộc ra máu. Dana lại một lần nữa tấn công gã đàn ông xấu xa và bảo vệ bọn họ nhưng cô đã bị trọng thương quá nhiều. Horam lại thoát ra và tạo một tảng băng khổng lồ ghim cô vào tường. Khi gã xấu xa định giết cô gái khổng lồ thì King xuất hiện, với sức mạnh của một yêu tinh vương cậu hoàn toàn áp đảo gã chột mắt ấy. King cũng nhận ra Horam cũng chỉ là vỏ bọc, con người thật sự chính là một yêu tinh và cũng chính là người bạn thân nhất của yêu tinh vương. Một bên là bạn thân, một bên là người mình yêu, đại tội lừa biến rơi vào vô định không biết chiến đấu vì ai. Lợi dụng sự yếu đuối đó, Horam ngay lập tức tấn công và tóm được yêu tinh vương. Và để khiến King thêm tuyệt vọng, yêu tinh mũ sắt sẽ giết người mà cậu ta yêu ngay trước mắt. Nhưng khi Horam tung ra đòn tấn công, một lá chắn xuất hiện và bảo vệ cho Dana. Ngay từ đầu, yêu tinh vương đã cố tình chiến đấu hời hợt chỉ để có đủ thời gian tạo ra lá chắn có thể bảo vệ cho người yêu của mình. 89. Từ xa xưa, vương quốc loài người đã chung sống hòa bình với khu rừng dưới sự cai trị của yêu tinh vương. Đó là một hiệp ước được tạo ra để cả hai chủng loài không xâm phạm lẫn nhau.
Nhưng một ngày nọ, Kinh bị một gã đàn ông xấu xa chột mắt tấn công và sau khi tỉnh dậy mọi ký ức đều biến mất. Cậu cũng quên chính mình là ai và vào lúc đó cậu gặp được một cô bé khổng lồ sống trong một hang động. Diana đã cứu Kinh, cả hai đã sống chung với nhau trong suốt khoảng thời gian mà yêu tinh vương đã bị mất đi ký ức của mình. Cả hai đã sống với nhau rất vui vẻ, hàng ngày họ chu du khắp núi rừng và vui đùa cùng với nhau. Một hôm cả hai gặp được một người đàn ông, người đó đã nấu súp cho cả hai ăn. Khác với cô bé khổng lồ, Kinh lại không có niềm tin về con người cho lắm. Thời gian cứ thế trôi, cô bé khổng lồ lại ngã bệnh. Con người mà hai người họ gặp nhau lúc trước đã quay trở lại hang động và cứu Diana. Người đàn ông đã già hơn trước rất nhiều. Thời gian đã trôi qua vài chục năm với con người, nhưng đối với Kinh và cô bé khổng lồ thì chỉ như vài ngày. Trong một lần đuổi bắt nhau, cô bé khổng lồ đã vô tình làm rách chiếc váy của mình, thế nên Kinh đã may cho cô một bộ đồ mới. Việc tưởng chừng như đơn giản này đã gợi lại một phần ký ức của yêu tinh vương về cô em gái và người đồng đội của mình. Diana và Kinh phát hiện một ngôi làng nhỏ, những con người ở đó chính là hậu duệ của người thợ săn từng cứu cô bé khổng lồ. Và thế là cũng đã hơn 100 năm, yêu tinh vương sống chung với Diana. Lúc này cô gái khổng lồ cũng đã thổ lộ lòng mình và nói rằng cô ấy rất yêu Kinh và mong muốn rằng yêu tinh vương sẽ yêu cô mãi mãi. Nhiều năm trôi qua, ký ức cuối cùng cũng đã quay trở lại. Lý do cậu rời bỏ khu rừng của yêu tinh vương chính là đi tìm người bạn thân Helram của mình. Nhưng thứ cậu chứng kiến là một gã đàn ông chột mắt đã giết đồng loại của mình để cắt đi những đôi cánh, sau cùng là bị hắn ta chém và mất ký ức đến tận lúc này. Một vụ cháy lớn đã xảy ra ở ngôi làng của người thợ săn. Kinh nhanh chóng bay đến đó thì thấy người bạn thân của mình trong hình hài gã đàn ông chột mắt để giết người. Vì căm hận loài người, Helram đã lựa chọn biến mình thành kẻ mà bản thân ghét nhất. Cậu ta bắt đầu giết người hàng trăm năm để quên đi nỗi căm hận của mình, nhưng càng giết sự ám ảnh đó càng ăn sâu vào trong lòng của cậu ta. Để chấm dứt sự đau khổ đó, yêu tinh vương đã tự tay giết chết bản thân của mình. Sau đó cậu quay về hang động xóa đi ký ức của bản thân trong đầu của Diana rồi đi tự thú và gánh chịu mọi tội lỗi không phải bản thân cậu gây ra. Thế nhưng định mệnh lại giúp cho đôi yêu đương này gặp nhau một lần nữa khi mà cả hai đều là thành viên của thất hình đại tội. Và dù cô gái mình yêu không còn ký ức gì về cậu, nhưng Kinh vẫn luôn âm thầm bảo vệ Diana. Helram bắt đầu phát điên và tấn công loạn xạ. Một lần nữa yêu tinh vương lại phải xuống tay giết người bạn của mình mặc cho lòng đau khổ. Trận chiến giữa hai yêu tinh khép lại với chiến thắng thuộc về yêu tinh vương. Ở kinh thành, vua Arthur đang bị áp đảo bởi sức mạnh của Harrison. Ông ta sử dụng ma pháp tạo ra một ngọn lửa địa ngục nhằm đoạt mạng tân vương của Camelot, nhưng mà Meliodas đã kịp xuất hiện và sử dụng phản đòn toàn phần đánh văng một thánh đại kỵ sĩ dính dách. Tập 20. Từ khi còn nhỏ, Gilthunder đã được Meliodas huấn luyện cho khả năng chiến đấu. Ngoài ra, cậu còn có một người bạn tâm giao khác, đó chính là công chúa Margaret. Gil, sau khi diều thánh đại kỵ sĩ Rayford vừa bị Gother giáng một đòn tâm lý cực nặng, thì nữ pháp sư đeo mặt nạ đã đến để đưa cậu về bằng dịch chuyển tức thời tới để hỗ trợ cho thánh đại kỵ sĩ Harrison. Vừa gặp Mỹ Nam, sấm sét đã đánh tới tấp người tiền bối từng dạy kiếm thuật cho cậu. Cả hai bắt đầu trình diễn màn kiếm thuật đẹp mắt của mình, tốc độ ra đòn của cả hai người đều nhanh như nhau. Gil dùng lôi quái để tấn công Meliodas vì độ trễ của kỹ năng không đồng đều khiến cho đội trưởng biến thái không thể sử dụng phản đòn toàn phần. Trong một chốc, Mỹ Nam sấm sét đã giành được lợi thế trước tiền bối của mình và giáng một đòn tấn công, lôi đế từ trên trời xuống. Nhưng nhờ vào dạng hắc ám, đội trưởng thất hình đại tội đã chặn đòn tấn công chỉ bằng ngón tay của mình. Lợi dụng vua Arthur đang á khẩu bởi sức mạnh của Meliodas, thánh đại kỵ sĩ Henderson đã tấn công và đốt cháy phần vai của vị vua trẻ bằng lửa địa ngục. Nhưng pháp sư bí ẩn lại xuất hiện và dập tắt ngọn lửa đó giúp cho tân vương Camelot. Trận đấu 2-2 đã gây nên một vùng náo loạn sức mạnh pháp luật, khiến ai cũng chú ý về phía của trận đấu tuyệt vời này. Meliodas là thần tượng của Gilthunder từ bé, cậu luôn ngưỡng mộ đội trưởng của thất hình đại tội. Khi chiến đấu, trong đầu của Mỹ Nam luôn nghĩ đến ký ức này. Sau một hồi giằng co, Gil cũng trở dần nên nghiêm túc hơn. Mọi thứ lại càng khó khăn khi mà Harrison đã đánh được vua Arthur và quay sang tấn công Meliodas. Một mình đối đầu với hai đối thủ có khả năng chiến đấu cao đã khó, tên thánh đại kỵ sĩ lại triệu tập thêm ả pháp sư cùng tham chiến. Ba đấu một không chộp thì cũng què, chuyến này đội trưởng biến thái phải gặp biến cố rồi. Cả ba dùng pháp lực của mình để bào mòn Meliodas, nhưng mà cậu ta dù thương tích đầy mình vẫn không sử dụng khả năng của quỷ. Cuồng Long đang chờ đợi một thời cơ nào đó. Để đề phòng, Harrison cùng với ả pháp sư và Gil đã quyết định hợp sức với nhau nhằm tung ra đòn kết liễu đội trưởng thất hình đại tội. Vào lúc này, công chúa Margaret từ trên tòa thành nhảy xuống và cũng là điều mà Cuồng Long phẫn nộ đang chờ đợi. Cậu ấy tung ra một đòn tấn công tiêu diệt một con bọ sau lưng của công chúa. Trước khi Meliodas bị đâm bởi Harrison, Mỹ Nam Gilthunder đã kịp xuất hiện để giúp cho tiền bối của mình. Vì một lời nguyền đã ám lên công chúa Margaret, người mà cậu yêu, Gil đành phải cắn răng suốt nhiều năm trời phản bội lại thần tượng của mình. Nhờ vào tín hiệu mà chính bản thân Meliodas đã dạy cho chú em sấm sét năm xưa, cậu ấy đã nhận ra Gil đang bị kiểm soát và thành công giải thoát cho hậu bối. Khi không còn bị kiểm soát, hậu bối sấm sét đã đánh cho Henderson bà má nhìn không ra. Áo pháp sư vẫn không chấp nhận được sự thật, muốn trả đũa liền tạo ra ảo ảnh đưa nhóm Meliodas đến các chiều không gian khác nhau. Võ quýt dày thì có móng tay nhọn, pháp sư bí ẩn kia chính là sư phụ của ả pháp sư ấy. Ngoài ra cô ấy cũng là thành viên thứ 6 của thất hình đại tội. Đại tội tham ăn, phàm trừ Merlin. Tập 21. Trong lúc các đồng đội đang choảng nhau thì bang đã tìm được nơi cất giữ chiếc tù Cunanoth với mong muốn gặp nữ thần và cầu xin bà ta hồi sinh người yêu Alan của mình.
Để có thể được điều ước ấy, người sử dụng cần hy sinh bản thân mình. Nhưng nữ thần đã hiện thân trong chiếc tù không cần mạng của bang mà là một điều kiện khác để có thể đổi lấy một điều ước. Gã si tình đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cho người yêu của mình được hồi sinh. Tuy nhiên điều kiện được đưa ra chính là bang phải giết đại tội phẫn nộ Melodas, đội trưởng của mình. Merlin cùng với nhóm của Melodas đã đến căn phòng giam giữ quốc vương của Pleon và công chúa Elizabeth. Nhưng căn phòng này là một khối lập phương hoàn hảo, một bùa chú từ quỷ giới có khả năng làm chệch hướng bất kỳ sức mạnh nào. Nhưng chứng mà đòi khơn không dịch sao được, phàm trừ Merlin, một pháp sư với sức mạnh đầy bí ẩn đã dùng giải trừ tuyệt đối cắt đứt liên lạc với đệ tử của mình và phá vỡ khối lập phương một cách dễ dàng. Lúc này đây, thánh đại kỵ sĩ Rayford cũng xuất hiện và trở nên hoang mang khi mà nhóm của Merlin đã cứu được quốc vương. Công chúa Margaret cũng đã vạch trần tội ác của ông ta. 10 năm trước, ông ta cùng với Harrison đã âm mưu giết thánh đại kỵ sĩ Yarachat và đổ tội cho thất hình đại tội. Quá hoảng sợ, công chúa Margaret đem mọi chuyện kể cho Rio nhưng đã bị ảo pháp sư phát hiện và theo dõi họ suốt nhiều năm trời. Nếu dám làm bại lộ thì một trong hai sẽ phải chết. Quốc vương đã ra lệnh giam Rayford lại chờ ngày xét xử, nhưng vì bị giam giữ ở dưới hầm ngục quá lâu nên sức khỏe của quốc vương đã bị yếu đi. Vì thế Merlin quyết định đem ông ấy đến vương quốc Camelot để tìm cách cứu chữa. Mọi việc vẫn chưa chấm dứt. Sau khi phàm trừ đi khỏi thì một cơn chấn động đã xảy ra. Thánh đại kỵ sĩ Rayford nhân thời cơ đó đã trốn đi mất. Harrison vẫn chưa bị đánh bại mà ngược lại sức mạnh của hắn lúc này mới thật sự trỗi dậy. Harrison ra lệnh thông qua chiếc nhẫn của mình, những thánh kỵ sĩ thế hệ mới bắt đầu mất kiểm soát và tỏ ra đau đớn. Vì lòng đố kỵ với sức mạnh của người khác, bọn họ đã biến thành những con quỷ giống hệt người đàn ông ở rừng Ora. Guilla tạm thời đã được Rother kiểm soát tâm trí nên là cô may mắn hơn những người còn lại. Các thánh kỵ sĩ thế hệ mới đã lần lượt biến thành những con quỷ bắt đầu tấn công và tàn phá khắp nơi, vương quốc lại rơi vào hỗn loạn. Yêu tinh Hamram, bạn thân của King, cũng đã một lần nữa tỉnh dậy trong cơn phẫn nộ. Vì xác của các yêu tinh không thối rữa nên Harrison đã dùng cấm thuật lên yêu tinh mũ sắt để biến cậu ta thành nô lệ dưới trướng của mình. Tuy nhiên mỗi lần hồi sinh linh hồn sẽ bị bào mòn. Khi nhìn người bạn của mình đau đớn, King lại không nỡ giết người bạn thân của mình lần thứ ba. Sức mạnh của tên thánh đại kỵ sĩ điên rồ kia là quá lớn, Melodas và Gil không phải là đối thủ của hắn ta. Vì lo lắng cho mọi người nên là công chúa Elizabeth đã chấp nhận đi theo Harrison để cứu mọi người. Trong tình thế nguy cấp thì bàn lại xuất hiện, nhưng không phải để hỗ trợ cho đội trưởng của mình mà là để đoạt mạng của Melodas. Gã si tình hoàn toàn nghiêm túc với việc giết người bạn thân nhất của anh ta. Tập 22. Bàn không do dự mà tấn công đội trưởng của mình mà không có chút nào nương tay. Vì thân thể đã gặp nhiều trọng thương nên trong tình trạng này Melodas không thể nào phản kháng trước đồng đội của mình. Ở một nơi trong kinh thành hỗn loạn trong hỗn loạn, lũ quỷ hoàn toàn áp đảo các thánh kỵ sĩ trong vương quốc. King thì đang chống chọi vô ích trước người bạn thân của mình. Rayford cũng đã xuất hiện ở chỗ Harrison nhằm ngăn chặn hắn ta lại để bù đắp cho phần nào tội lỗi của mình. Bàn đang rất nóng lòng giết đội trưởng của mình để hồi sinh người mình yêu, nhưng qua những lời Melodas nói, gã si tình đã có chút ngần ngại khi ra tay. Thế nên giữa hai người họ đã lập một giao kèo. Với tư cách là thành viên của thất hình đại tội, Lam Hậu Bang sẽ phải giúp đỡ đội trưởng của mình kết thúc mọi việc và cứu Elizabeth. Khi mà mọi chuyện đã yên bình trở lại thì lúc ấy bất kể thế nào đội trưởng của thất hình đại tội sẽ làm mọi cách để giúp bàn dù cho có phải hy sinh mạng sống của mình đi nữa. Đúng là vì cặp núi mà quên tình anh em. Gã si tình đồng ý với giao kèo này và để cho đội trưởng biến thái đi cứu tình yêu của mình. Anh đã dùng viên thần chú phục hồi mà mình trộm được phục hồi lại vết thương cho Diana và Gryffindor. Ngoài ra bàn còn nghiêm túc để khiến King nhận ra vấn đề hiện tại mà cậu ta phải đối mặt, đó chính là thẳng tay giết chết người bạn của mình lần thứ ba, mặc cho trái tim có phải tan nát dường nào. Trong lúc đó, ở trên tường thành, Rayford đang có một trận tử chiến với Harrison. Trận đấu của hai thánh đại kỵ sĩ lạc lối nổ ra. Với thực kỹ xuyên lộ của mình, Rayford dường như nắm lợi thế về sát thương, nhưng với sự nghiên cứu về sức mạnh của quỷ, Harrison đã có cho mình một sức mạnh kinh khủng hơn thế. Khả năng hồi phục nhanh chóng khiến cho hắn ta bất tử dù có bị thương nặng như thế nào. Cả hai tung ra quả cầu ma pháp của mình tạo ra một dư chấn vụ nổ khiến cho Elizabeth bị trọng thương và bất tỉnh. Zerator trong tình dạng quỷ mất kiểm soát và cả Hamram đang cầu xin hãy giết chết họ vì không muốn tận mắt chứng kiến đôi tay của mình làm hại những người mà bản thân yêu quý. Bàn đã không do dự tấn công cô ấy, giết chết ấu trùng quỷ và thành công cứu được thân xác của cô gái tội nghiệp. Lãnh hồn King muốn nhanh chóng kết thúc sự đau khổ mà cấm thuật đã gây ra cho Hamram cũng đã thẳng tay giết bạn mình. Nhưng lần này cậu ấy đã dùng sức mạnh làm tan xác của người bạn thân để tránh việc có kẻ muốn dùng cấm thuật để hồi sinh yêu tinh màu sắc một lần nữa. Rother bằng sức mạnh kiểm soát tâm trí cũng đã cứu được cô gái Guilla. Rayford đã bị bại trận trước Harrison và bị hắn ta dùng ma pháp axit đốt cháy thân thể tan thành bụi. Melodas cũng đã đến. Khi chứng kiến Elizabeth bị thương, cậu ấy đã nổi giận và dần cho tên thánh đại kỵ sĩ xấu xa một trận tới bời. Các thành viên của thất hình đại tội lẫn các thánh kỵ sĩ của vương quốc đã tề tụ về để hỏi tội Harrison. Họ tấn công hắn ta liên tục không cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi. Bàn tức giận khi thấy con quỷ mà anh từng giết lại trở thành công cụ cho Harrison lạm dụng sức mạnh. Tập 23. Bàn nổi đóa lên vì tên Harrison dùng xác của con quỷ đã giết người yêu của mình gieo rắc kinh hoàng suốt 10 năm và tạo ra mớ hỗn độn này. Và tất cả sức lực làm hồ tung ra một cú chặt tay karate uy lực khiến tên thánh đại kỵ sĩ xấu xa rơi thẳng xuống một hang động ngầm.
để chắc ăn rằng đã đánh bại được Henderson, các đại tội đã cùng nhau xuống hang động để tìm hắn ta. Nhưng sâu bên trong hang động, hắn ta lại tìm được một cái xác của Khôi Sắc Quỷ, một con quỷ có cấp cao hơn hẳn con xích quỷ mà Bang đã giết. Tên thánh đại kỵ sĩ ấy dùng máu của con quỷ ấy bơm vào cơ thể của mình, cơ thể hắn phát sáng và lần này hắn thực sự biến đổi thành một con quỷ. Các đại tội không có cửa với hắn ta dù đã là 5-1. Henderson bắt đầu gieo rắc nỗi sợ bằng ma pháp hắc tuyết của mình. Khi bị những hạt tuyết bóng đêm ấy trúng phải thì sẽ đột tử ngay tức khắc. Nhóm Dora, các thánh kỵ sĩ của vương quốc phối hợp với nhau để tấn công hắn ta, nhưng tất cả những đòn tấn công đó đối với Henderson cũng không có gì là gọi là gãy ngứa. Hắn ta triệu hồi tinh vân hắc ám gây sát thương bao phủ khiến các thánh kỵ sĩ nằm la liệt. Tránh để cho Elizabeth bị thương, Melodas để dùng thân mình để lãnh đòn tấn công và gục ngã ngay sau đó. Chưa dừng lại, con quỷ hai sừng xấu xa đó lại tiếp tục tạo ra một đòn tấn công còn kinh khủng hơn. Để cứu Melodas, chú heo Hot đã dùng bản thân mình để hy sinh. Chú heo tội nghiệp không thể sống sót dưới đòn ma pháp hủy diệt. Khi mọi thứ bị bóng tối bao phủ thì tia hy vọng cũng đã xuất hiện. Một ánh sáng kỳ diệu xuất hiện và đẩy lùi Henderson. Sức mạnh của Elizabeth đã thức tỉnh, sức mạnh của một nữ tu sĩ Brule, một tông đồ của nữ thần. Melodas và mọi người xung quanh đều ngạc nhiên công chúa lại sở hữu một sức mạnh tuyệt vời và ấm áp đến như vậy. Tên quỷ hai sừng lại tấn công một lần nữa, nhưng lần này sức mạnh của thiên giới đã khiến hắn trọng thương. Ngoài ra, nó còn chữa lành hoàn toàn vết thương cho toàn bộ người dân trong Kindle. Nhưng những người đã thực sự chết sẽ không thể nào sống lại, bao gồm luôn cả chú heo tội nghiệp Hawk. Mọi việc vẫn chưa kết thúc khi mà tên quỷ hai sừng vẫn còn đó. Hắn định tấn công Will Turner, đội trưởng của thất hình đại tội xuất hiện và tặng cho tên quỷ một cước vào thẳng mặt. Sau đó tiếp cận và tặng thêm cho một đấm ngay bụng khiến hắn ta ngã quỵ. Ngoài ra cũng đã động viên khiến tinh thần các thánh kỵ sĩ càng mạnh mẽ thêm. Tập 24. Các đại tội khi được chữa lành bởi ma pháp của Elizabeth đã thể hiện đúng với khả năng của mình. Họ hoàn toàn khiến cho tên quỷ hai sừng phải gặp khó khăn, nhưng vẫn chưa đủ sức mạnh để có thể tiêu diệt hắn. Melodas đã nhờ Grotor truyền đạt kế hoạch của mình đến toàn bộ các thánh kỵ sĩ và thành viên đại tội qua ma pháp ký ức của mình. Đội trưởng của thất hình đại tội đã tự vô hiệu hóa ma pháp của bản thân để áp sát và dùng sức mạnh thể chất đánh với Henderson. Các thánh kỵ sĩ theo kế hoạch đã dồn đòn tấn công ma pháp của mình tấn công Melodas khi cậu ta áp sát được tên quỷ hai sừng. Hắn không nhận ra rằng cuồng long phẫn nộ đang hấp thụ tất cả đòn tấn công ma pháp, không chỉ của hắn mà còn cả của đồng đội của mình, cả những thánh kỵ sĩ và vương quốc để tạo nên ma pháp phản đòn báo thù. Cảm thấy khả năng sống sót éo le, Harrison lúc này không còn kiêu ngạo nữa, liền công vào chạy trốn. Rhaemor, thánh kỵ sĩ bảo vệ công chúa Vernonsica xuất hiện và giam cầm ông ta lại trong kết giới của mình như lời tiễn biệt cuối cùng. Phản đòn báo thù được tung ra tạo nên một vụ nổ cực kỳ lớn đánh bại hoàn toàn Harrison. Quốc vương sau khi được Merlin đưa đi chữa bệnh cũng đã trở về lành lặn. Một chiến thắng tuyệt đối dành cho vương quốc Cleon, thất hình đại tội cũng đã được xóa tội giành phản quốc sau 10 năm bị oan. Ông nội heo tưởng rằng đã chết, sau khi nghe Melodas hứa sẽ cho ăn đồ thừa nhiều hơn nữa liền hồi sinh và sống lại, nhưng trong một thân hình tí hon, nghe cái ăn là tươm tướp à. Elizabeth cũng đã dành cho đội trưởng biến thái một cái ôm thiệt chặt và thiệt là đầy ganh tị, nhìn mà tức đã quý vị à. Công chúa Veronica tưởng rằng đã chết lại sống sót trở về nhờ vào năng lực chữa lành của Elizabeth mà cô không hề hay biết, một chiến thắng còn hơn cả huy hoàng. Nhờ có Merlin chế ra một phương thuốc đặc biệt đã giúp cho cơ thể Diana biến cơ thể mình nhỏ lại. Tranh thủ cơ hội này, King đã nhanh chóng mời cô gái mình yêu đi lễ hội. Còn cô gái Rachel sau khi được ban cứu đã đem lòng yêu anh ta, nhưng cô đâu có biết rằng trong lòng cái thằng si tình kia chỉ có mỗi Ellen của nó. Sau 10 năm trời, vương quốc rơi vào hỗn loạn, nhưng nhờ thất hình đại tội, Leon lại bình yên thêm một lần nữa. Will Thunder cũng đã được ở bên công chúa Margaret sau ngần ấy năm. Sau khi hoàn thành mọi việc ở Leon, thất hình đại tội quyết định lên đường đến vương quốc Camelot ở phương Nam để giúp sức cho vua Arthur. Và trước khi đi, Melodas biến thái đã đến kinh thành để một lần nữa dụ dỗ con gái nhà lành đi ngao du bốn bể thêm một lần nữa. Bang và King đã từ biệt nhóm đại tội để tìm kiếm điều gì đó và hẹn ngày tái ngộ. Họ vẫn tiếp tục tiến lên về phía trước để tìm kiếm câu trả lời cho định mệnh của mình. Và bộ phim vẫn chưa kết thúc đâu, chúng ta sẽ còn những phần tiếp sau vào những video lần sau nhé. Bye bye, hẹn gặp lại. Hey, để nhận thông báo video mới của tụi mình nhanh nhất, các bạn hãy ủng hộ bọn mình bằng cách trên điện thoại nhấn subscribe, nhấn vào cái chuông bên cạnh chọn tất cả. Trên máy tính cũng nhấn subscribe, chọn cái chuông và chọn tất cả. Thế là xong. Vậy là các bạn sẽ nhận được thông báo khi tụi mình đăng video mới. Xin cảm ơn mọi người.